Ngoánh xin review cho quý vị một căn nhà diện tích 45m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với cái vị trí căn nhà này thì rất là thông thoáng, cách với lại đường ô tô đi 10m, cách với lại trục đường Quang Trung 100m và đối diện với lại bến xe Nghĩa và đường sắt trên cao Cát Linh. Với cái căn nhà này thì tiện ích ngập tràn xung quanh, cơ sở vật chất giao thông hạ tầng chuẩn chỉnh đầy đủ. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay ngoài xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà 45m2 được thiết kế và xây dựng độc lập. Với cái căn nhà này cách bến xe Nghĩa 200m quý vị nha, ngõ trước nhà 2,5m, cách với lại trục đường ô tô đi lại kia là trục đường ô tô đi lại được, và cách với trục đường chính Quang Trung khoảng tầm 100m. Với cái căn nhà này thì đối diện cái ngõ là bến xe Yên Nghĩa quý vị nha. Xin nhấn mạnh lại với quý vị, căn nhà này cách bến xe Yên Nghĩa đúng 200m, diện tích 45m, hướng nhà đông nam, ngõ rất là thông thoáng, được thiết kế và xây dựng là một căn duy nhất với cái diện tích rộng. Bởi vậy cho nên chủ nhà thiết kế rất là cân đối và hài hòa với cái căn nhà này. Thì như sau mọi người ạ, ngoài nằm đứng ở phần tầng 1, đây là cái phần không gian để xe máy. Đó, có mái lợp riêng rất là thoáng và có một cái khe thoáng ở bên cạnh nhà. Mục đích cái khe thoáng này nó là cái diện tích đất sử dụng ở trên sổ đỏ, và mục đích chính của chủ nhà để cái khe thoáng này để lấy toàn bộ cái diện tích ở phía bên trên để mở toàn bộ cái cửa sổ nha mọi người. Đây, đó là mở tất cả các cửa sổ ở phía bên trên, các tầng hai bên thông thoáng. Nó vẫn là cái diện tích đất sử dụng của mình. Mời người theo em cụ thể vào khám phá cái căn nhà này với tầng 1 của ngôi nhà thiết kế ra sao. Tầng 1 đây, cửa chính thiết kế là cửa gỗ kính. Ngoài cái phần cổng thì là thiết kế cửa sắt sơn tĩnh điện rồi. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách và phòng bếp rất là rộng mọi người ạ. Căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Thiết kế là 4 tầng với cái thửa đất thực tế ở trên sổ đỏ. Quý vị nào mà muốn tìm hiểu thì inbox trước cho Ngọc Ánh để xem cái thửa đất ở trên sổ đỏ nó như thế nào và thực tế xây dựng nó là như thế này nha mọi người. Hiện trạng của ngôi nhà nó là như thế này. Toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Với cái căn nhà này thì có một cái vị trí ở bên ngoài để xe ô tô ngày đêm thoải mái, đi lại cũng rất là thuận tiện. Gần đối diện với bến xe Yên Nghĩa, gần với trung tâm hành chính quận, gần với lại trục đường quốc lộ 6, trục đường Quang Trung kéo dài. Quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân kéo dài thì rất là hợp lý cho một cái căn nhà này với diện tích rộng, vị trí thoáng và được xây dựng duy nhất một căn. Ngoài cái không gian phòng khách ở kia thì đây là không gian phòng bếp. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp thì đã được hoàn thiện xong hết rồi nha quý vị. Đây, với cái phần hoàn thiện tủ bếp hiện đại, hai cái tông màu chủ đạo màu trắng và điểm nhấn là màu nâu. Và xung quanh bếp ốp gạch, ốp bếp, ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Với cái chậu rửa, vòi rửa, ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Căn nhà này theo đúng như hiện trạng thì có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ trao tay. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị của căn nhà này. Với cái hệ thống trần thạch cao, phòng khách, phòng bếp, ở đây có một cái chiếc quạt trần để tặng cho quý vị. Đó, phần để xe riêng rồi, rất là thoáng. Và ngoài ra phòng khách, phòng bếp thì tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Đây nha quý vị, phòng vệ sinh tầng 1 của ngôi nhà đây, đáp ứng cho quý vị cái phần sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Nếu thực tế tính vào trong cái không gian lòng nhà thì vô cùng vuông vắn nha mọi người. Đó, và chủ nhà có để thừa cái diện tích đất một khoảng nhỏ nhỏ để có thể mở cửa sổ, cho nên cái căn nhà này nó như kiểu lô góc hai mặt thoáng luôn ấy. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Vậy là Ngọc Ánh đã review rất là cẩn thận về cái đường hướng giá, vị trí của cái căn nhà này. Giá bán của căn nhà này hiện tại chủ đang chào là 3.800.000.000 bao toàn bộ phí thuế mọi người nhé. Với căn nhà này quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Về phần ngân hàng thì quý vị vui lòng gọi điện ngay cho em để có thể biết thêm thông tin chi tiết nhé. Sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi
ngôi nhà, khi mà vừa bước chân lên trên phía cầu thang thì quý vị ơi, ở đây là có một cái cửa sổ ở phía cầu thang rất là thoáng. Và tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 2 thiết kế một phòng vệ sinh ở ngoài, hai phòng ngủ. Mời quý theo em vào cái phòng ngủ đầu tiên. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở tầng 2 hướng ra phía bên ngoài. Ban công mở thực tế với cái căn nhà này. Vị trí của nó đối diện bến xe Yên Nghĩa. Cụ thể nó là thuộc tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông quý vị nha. Đó, đối diện với bến xe Yên Nghĩa. Quý vị nào đang tìm nhà mà gần bám theo cái bến xe Yên Nghĩa hoặc trục đường quốc lộ 6 thì căn nhà này rất là hợp lý. Như cái phần chia sẻ của em ở phía dưới tầng 1 ý quý vị. Đó, cái phần khoảng không đất ở dưới mà chủ đầu tư để ra thì là ở phía trên tầng này có thể mở cửa sổ rất là dễ dàng, đồng thời để cái đất để lắp điều hòa mọi người nha. Đấy, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa thì đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này có ban công hướng đông nam khá là mát. Và cái phần hoàn thiện gạch lát nền thì là kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đây, phần sơn. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Tiếp theo mời mọi người vào cái căn phòng ngủ thứ hai. Với cái căn phòng ngủ thứ hai này thì đây cũng cửa sổ ở đằng trước và đằng bên cạnh này rất là thoáng quý vị nha. Đó, phòng ngủ nào cũng vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, cửa thông phòng. Và ở phía tầng 2, đây phòng vệ sinh sử dụng cho hai cái phòng ngủ này. Rất là rộng. Thiết kế lắp đặt đầy đủ bồn cầu, liền khối, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo, gương tắm, đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng theo từng tầng. Mời người theo em khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà này có 4 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng đều có cái những cái cửa sổ thông thoáng hướng vào bên trong để lấy không khí cũng như ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Nói chung với cái căn nhà nào cũng vậy, có anh quay và review rất là chuẩn chỉnh. Quan trọng nhất, cái giá trị bất động sản nó nằm ở vị trí mọi người ạ. Thì đây, cái căn nhà này vị trí của nó tương đối gần như là gần nhất bến xe Nghĩa trong tất cả những căn mà Ngọc Anh quay gửi tới cho quý vị. Diện tích thì rộng nhất, gần bến xe nhất, cho nên là cái giá của nó là 3 tỷ 800 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế mọi người nhé. Đó, đây là tầng 3 rồi. Mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây một phòng tương đối rộng nha quý vị. Một cái phòng riêng tương đối rộng. Với căn phòng này quý vị có thể thiết kế phòng thờ hoặc có thể ngân đôi phòng ra để làm đáp ứng cho mình thêm cái công năng sử dụng. Đây là riêng ở trên phía tầng 4. Có cái tầng 4 này thì không thiết kế trần thạch cao mà thay thế vào đấy là thiết kế toàn bộ trần thường nha mọi người. Và tầng 4 thì còn lại là phần sân phơi. Thì giới thiệu với mọi người đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Đó, đáp ứng rất là rộng luôn. Xin nhắc lại với mọi người, với cái căn nhà này giá chào bán 3,8 tỷ đồng, diện tích 45m², thiết kế và xây dựng 4 tầng, hướng nhà đông nam, đối diện bến xe Nghĩa. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hóa 0888041444 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.